Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2019. Lâm Đồng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Nguy cơ mất trắng vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng. Khát vọng xây dựng thương hiệu cà phê Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bộ ngành và các địa phương. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ điện tử là công việc mới, việc khó. Bước đầu thực hiện nghị quyết 17 của chính phủ về chính phủ điện tử, chúng ta đã có những bước tiến đột phá quan trọng, làm chuyển biến nhận thức về chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng việc triển khai chính phủ điện tử vẫn còn những khó khăn vướng mắc bất cập. Chính điều này, bộ ngành và các địa phương phải nhìn nhận, rút kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm phải tốt, theo hướng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu xã hội và phát triển đất nước. Đề cập đến giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải đảm bảo tính thống nhất, kết nối đồng bộ giữa các ngành và địa phương. Cùng với đó, cần chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn chính phủ điện tử, tăng cường kiểm soát, xâm nhập, khai thác. Để làm tốt công tác này, đơn vị được quản lý đầu mối phải nâng cao trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các bộ ngành địa phương từng bước hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ. Các hệ thống thông tin quan trọng được nghiên cứu xây dựng khẩn trương. Việc vận hành hệ thống chính phủ điện tử như trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ, các nội dung lớn của cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện. Việt Nam được Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU năm 2018 xếp hạng thứ 50 trên 193 quốc gia, vùng lãnh thổ, được đánh giá chỉ số đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin, tăng 50 bậc so với năm 2017. Về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh thành phố trên cả nước, tiến hành cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh thành phố, thu thập thông tin 80 triệu phiếu căn cước công dân, đạt tỷ lệ 86%, tiến hành rà soát, cấp mã định danh cho 14,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 363.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 12 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hơn 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số. Tính đến quý 2 năm 2019, các địa phương đã cung cấp hơn 43.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Tại Lâm Đồng, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan cấp tỉnh, một số địa phương được đầu tư đồng bộ, hệ thống thông tin phục vụ, công tác quản lý điều hành các cơ quan nhà nước được sử dụng mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Qua đó, giúp duy trì nâng cao chỉ số ICT Index, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hội nghị đã nghe tham luận của bộ ngành và các địa phương đánh giá nguyên nhân khó khăn, xây dựng giải pháp liên quan đến triển khai cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp các ngành, số lượng, thời hạn giải quyết hồ sơ thực hiện trực tuyến, chức năng thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, vấn đề thực hiện trực tuyến liên thông giữa các cơ quan đơn vị và địa phương. Năm 2019, Chính phủ xác định là năm bứt phá trong xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, đảm bảo gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tạo sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Vì vậy, giải pháp thời gian tới là đẩy nhanh ban hành các nghị quyết nền tảng cho vận hành chính phủ điện tử,
quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu, định danh, xác định điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thủ tục hành chính trên môi trường mạng, ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ tỉnh, phát triển trục liên thông văn bản quốc gia thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, xử lý hồ sơ và gửi nhận văn bản điện tử trong tất cả các bộ địa phương, v.v. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2019. Lâm Đồng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2019, ngày 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đi thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh và chính quyền các địa phương. Tại huyện Đơn Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình ông Đỗ Phú Chính, bình binh tại thôn Quảng Hòa và thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn, bình binh thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã tặng quà cho các thương bệnh binh, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện về nơi ăn chốn ở và cuộc sống của các gia đình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ những công lao to lớn của các gia đình chính sách, những người đã không tiếc máu xương hy sinh trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách. Điều này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình, giáo dục con cháu, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, trở thành những người có ích cho xã hội. Tại huyện Lạc Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình ông Gia Trang Bon Ánh, thương binh hạng 3/4 ở tổ dân phố Bờ A, và gia đình ông Nguyễn Tế, thương binh hạng 3/4 ở tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Lạc Dương. Vui mừng chia sẻ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các thương binh cho biết, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Trong những năm qua, các thương binh đã tích cực phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau hoa. Từ các mô hình này, không chỉ lo cho cuộc sống gia đình, chăm lo cho con cái ăn học trưởng thành, mà còn góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao ý chí dám nghĩ dám làm của các thương binh, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần phẩm chất người lính, thi đua trong lao động sản xuất, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt các chương trình toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng chương trình nông thôn mới, văn minh đô thị. Còn tại thành phố Đà Lạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đến thăm bà Võ Thị Nhân, mẹ liệt sĩ Phan Thanh Nhân ở phường 5, và thăm gia đình bà Đặng Thị Hiển, thương binh hạng 1/4 ở phường 4 thành phố Đà Lạt, tặng các phần quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các mẹ, các thương binh thật nhiều sức khỏe, đồng thời lưu ý các cấp, các ngành, chính quyền, các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp họ ổn định trong cuộc sống. Chiều ngày 23 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2019 và biểu dương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, các ông bà trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, đảng, tỉnh ủy, các sở ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, cán bộ lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ đã tham dự. Đọc diễn văn ôn lại truyền thống, bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng khẳng định, quá trình hình thành và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước, viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổ chức Công đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Khi mới thành lập, Công hội Đỏ, tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam chỉ có 6.000 hội viên. Đến năm 1946, đã có hơn 20 vạn đoàn viên. Năm 1960, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, có hơn 40 vạn đoàn viên. Hiện nay, cả nước có hơn 10 triệu đoàn viên, sinh hoạt trên 12.000 công đoàn cơ sở. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, qua 43 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Lâm Đồng lớn mạnh, không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 65.659 đoàn viên, sinh hoạt trong 1.566 công đoàn cơ sở, có ở hầu hết các cơ quan, từ xã, phường, thị trấn đến tỉnh, trong các doanh nghiệp, ở tất cả các loại hình kinh tế. Với trọng trách đó, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục sự nghiệp đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công nhân lao động và đoàn viên công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp tiên phong dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống lại kẻ thù, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đóng vai trò quan trọng đi đầu trong thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Kính thưa các đồng chí, cán bộ công đoàn hiện nay nhận thấy trách nhiệm lớn lao, đầy khó khăn, thách thức nhưng rất đổi tự hào, nguyện ra sức học tập, rèn luyện mọi mặt, noi gương các thế hệ đi trước, đem hết tâm huyết, nhiệt tình, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và giai cấp công nhân, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Lâm Đồng lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và kết luận 79 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tôi đề nghị đội ngũ cán bộ công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam. Kết quả hoạt động của phong trào công nhân và phong công nhân viên chức lao động tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua, tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những thành quả qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Lâm Đồng nói riêng. Biểu dương 90 gương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp tiên phong, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống lại kẻ thù, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng vai trò quan trọng đi đầu trong thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp luôn phải phù hợp với yêu cầu của công nhân lao động, phương thức linh hoạt và có vai trò to lớn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ công nhân viên chức lao động. Chủ động tham gia cùng với chính quyền xây dựng, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, tăng cường công tác xã hội công đoàn. Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, tôi xin đề nghị công đoàn các cấp trong tỉnh quan tâm một số nội dung sau. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới. Hai là tích cực chủ động tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đẩy mạnh phát triển Đảng trong công nhân lao động, đặc biệt là trong công nhân lao động trực tiếp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ba là các hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở,
và vì cơ sở. Thứ tư là các cấp công đoàn trong tỉnh phải thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, có biện pháp hữu hiệu trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những diễn biến tư tưởng của đoàn viên, của công nhân viên chức, của người lao động để kịp thời phản ánh, đề xuất, xem xét, giải quyết. Mặt khác, cũng cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trong đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương và khen thưởng 90 gương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019. Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng và phát triển công đoàn tỉnh Lâm Đồng của các cán bộ đoàn viên công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bản thân tôi cũng rất lấy làm vinh dự và tự hào được là một trong 90 cán bộ công đoàn được biểu dương khen thưởng lần này, và cũng với tư cách cá nhân cũng như xin phép thay mặt cho 90 cán bộ công đoàn viên được biểu dương đợt này, chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng phấn đấu trong thời gian tiếp theo để xây dựng cũng như phát triển phong trào công đoàn của tỉnh Lâm Đồng, và cũng sẽ hy vọng các thế hệ công đoàn viên tiêu biểu kế tiếp cũng sẽ tiếp tục đóng góp cống hiến cho phong trào hoạt động công đoàn của tỉnh nhà trong thời gian tới. Nhân lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã trao 42 kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho các cán bộ công đoàn đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp công đoàn tỉnh Lâm Đồng. Trao tặng 2 mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Bảo Lộc với trị giá mỗi căn là 50 triệu đồng. Sáng 23 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu chức sắc các hệ phái cao đài trên toàn tỉnh nhằm trao đổi tình hình hoạt động và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của các vị chức sắc các hệ phái cao đài trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả hoạt động của các hệ phái cao đài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái cao đài trong tỉnh đều tuân thủ đúng pháp luật và theo quy định của hội thánh. Các họ đạo tham gia cùng chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp cơ sở vận động tín đồ chức sắc chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như tuyên truyền về luật giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, trị an tại địa phương. Đối với các phong trào thi đua yêu nước như xóa đói giảm nghèo, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng đã được các tín đồ cao đài tích cực hưởng ứng và tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị các ý kiến xung quanh tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức theo hiến chương của Hội Thánh Cao Đài, tuyên truyền vận động chức sắc chức việc đạo cao đài hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, vận động tín đồ giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, xây dựng các công trình an sinh xã hội. Tiếp tục chương trình là một số thông tin trên các lĩnh vực. Sau khi trải qua hai phần thi viết môn kiến thức chung và phần thi trình bày đề án được Sở Y tế tổ chức công khai với sự tham gia của 3 ứng viên, sáng ngày 23 tháng 7, Sở Y tế Lâm Đồng đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đối với ông Lê Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Thời hạn 5 năm 2019-2023, ông Nguyễn Đức Thuận, quyền Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, đã chúc mừng và đề nghị ông Lê Văn Tiến trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, tranh thủ sự ủng hộ của các bệnh viện tuyến trên, tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong bệnh viện. Đáp lại sự quan tâm kỳ vọng của lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng Lê Văn Tiến hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ vai trò được giao, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tập thể cán bộ y bác sĩ trong đơn vị, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay, công ty xăng dầu Lâm Đồng đã đóng góp gần 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 37% so với cùng kỳ 2018. Được biết, trong năm 2019, doanh nghiệp được giao chỉ tiêu nộp 470 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, công ty còn phát triển mạnh hệ thống cửa hàng xăng dầu ở các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tiêu thụ nhiên liệu, nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương.
Hiện công ty xăng dầu Lâm Đồng có 44 cửa hàng tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho 230 lao động ở địa phương với mức thu nhập trên 9 triệu đồng một người một tháng. Chuyển sang phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. Ô tô, dầu thô đóng thuế nhiều nhất 6 tháng đầu năm 2019. Nguy cơ mất trắng vùng rau sạch lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng. Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019, số thu của ngành hải quan đạt trên 175.500 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ là tăng thu từ hai nhóm hàng chính là dầu thô và ô tô nguyên chiếc. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, số thuế thu từ mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng, tương đương tăng 424,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2019, số thuế thu từ nhập khẩu dầu thô đạt 4.955 tỷ đồng, tương đương tăng 271,5% so với cùng kỳ. Như vậy, số thu từ hai mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt 26.470 tỷ đồng, tăng 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng 387% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tháng qua, người nông dân tại vùng rau sạch La Hường, thành phố Đà Nẵng đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải chống chọi với thời tiết nắng nóng liên tục, kèm theo đó là nguồn nước bị nhiễm mặn, khiến cây rau không thể phát triển được. Thời tiết nắng nóng liên tục, lượng mưa ít, nên từ sau Tết đến nay, gia đình người nông dân này chỉ có thể trồng và khai thác cây rau muống. Tuy nhiên, một tháng trở lại đây, do nguồn nước bị nhiễm mặn, một phần ruộng rau muống của ông cũng đã bị ảnh hưởng. Không có nam mô mà như năm nay là nó dùng trời thọ, nén họn quá lao về thì không có mưa. Đây là bà con là đáng giếng, mà đáng giếng nào cũng bị nhiễm mặn, trời đất là bị nhiễm phèn, hay là tưới vô là rau đồ là cháy hết. Trời mà lâu lâu mưa dăng một chỗ, cái chất đất này họa cái phèn này xuống thì mình mới làm được. Những cái giếng như cái giếng chú ngoài là cầu ngọc chú bơm được, mà những cái giếng là không mặn. Cái vô nè, xăng hơi bên xăng mà nước cũng mặn hay thôi. Hiện phần lớn diện tích đất trồng tại vùng rau La Hường, một trong những vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng, đang bị bỏ hoang. Do thời tiết nắng nóng, nguồn nước lại bị nhiễm mặn, người dân chỉ còn biết trồng những giống rau chịu nhiệt. Theo thống kê của chính quyền địa phương, do thời tiết khắc nghiệt, hiện người nông dân tại vùng rau La Hường chỉ có thể canh tác trên 1/3 diện tích đất và trồng giới hạn một số loại rau. Nhưng hiệu suất kinh tế vẫn không cao nên một số hộ dân đang bỏ đất trống để chờ qua mùa mưa lũ mới trồng trở lại. Gần như là trong 4,5 hecta đó thì người ta cũng cầm chừng thôi. Chứ bây giờ là hầu như là gieo mà để mà có cái sản phẩm thì rất là ít. Ví dụ như cỡ 100% thì đạt cỡ khoảng 10-15-20% là cung ứng ra thị trường. Để duy trì nguồn nước tưới cho số cây rau còn lại, người dân đã phải khoan thêm nhiều giếng bơm để tránh nguồn nước nhiễm mặn, kèm theo đó phải chai lưới để giảm nhiệt cho cây rau. Tuy nhiên, cách làm này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Người nông dân đang rất mong có những đợt mưa để cải thiện chất lượng đất tại đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tám Trình đóng chân trên địa bàn huyện Lâm Hà với khát vọng xây dựng thương hiệu cà phê Lâm Đồng. Đây cũng sẽ là nội dung sẽ có trong phóng sự cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không có gì tuyệt vời hơn khi đến Tây Nguyên, đến Lâm Hà vào mùa cà phê để chiêm ngưỡng và trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc của người nông dân trồng cà phê. Cây cà phê đã gắn với rất nhiều chuyện đời, chuyện người, chuyện tình yêu và khởi nghiệp với người dân Lâm Hà. Cũng chính từ tình yêu quê hương, tâm huyết trọn đời với cây cà phê, hạt cà phê mà công ty Tám Trình đã bền bỉ đến cùng để xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm cà phê chim vàng Golden Bird Coffee Organic. Sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Là một trong những thanh niên tham gia xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng từ những năm 1976, anh Đoàn Mạnh Trình cùng vợ Nên Duyên và quyết tâm cùng nhau gắn bó lập nghiệp ở quê mới. Cũng như nhiều hộ kinh doanh khác ở vùng đất Lâm Hà, cây cà phê
đã gắn với quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp những ngày đầu trên đất khách quê người. Ý tưởng và tâm huyết dành cho sản phẩm cà phê của anh chị cũng bắt nguồn từ tình yêu, sự gắn bó và trăn trở với sản phẩm này từ khi còn là một nông dân trồng cà phê, sau đó là xây dựng cơ sở thu mua cà phê. Năm 2012, khi công ty bắt đầu liên kết và cung cấp nguyên liệu thành phẩm cho công ty Nestlé Việt Nam với quy trình sản xuất cà phê 4C UTZ, doanh nghiệp này đã có quá trình trải nghiệm với cách làm cà phê cao cấp. Chứng kiến sự bấp bênh của giá cả thị trường đối với cà phê, đặc biệt là hương vị cà phê nguyên chất, tinh khiết, gần như bị quên lãng ở ngay trên quê hương của cây cà phê, càng thôi thúc doanh nghiệp tám trình nghiên cứu tìm hiểu và bắt đầu hành trình gian nan để tạo ra sản phẩm cà phê sạch nhất, tinh khiết cho thị trường tiêu dùng. Những ngày mới gia nhập thị trường, đã có lúc tưởng như sản phẩm cà phê của doanh nghiệp không thể đứng vững, bởi người thưởng thức cà phê đã quá quen với cà phê trộn, cà phê có tạp chất. Mới đầu cũng rất là vất vả. Thế mà khi mà Giang ra là không có cho bất cứ một cái gì hết, nhặt sạch sẽ. Thế xong là Giang đi thì chào bán thì một số nơi chê, nhạt quá, không có ra gì cả. Thế thì tôi cũng cứ làm đi, thị trường sẽ chấp nhận. Thế từ hồi đó thì phải nói là đến nay là thị trường chấp nhận rất là tốt. Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, công ty Tám Trình ngày nay không chỉ khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cà phê, mà còn là lựa chọn đầu tiên của những hộ nông dân muốn theo đuổi quy trình sản xuất cà phê organic. Hơn 200 hộ nông dân các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm đã tham gia ký hợp đồng sản xuất dòng cà phê Honey, đều phải cam kết với quy trình chặt chẽ từ khâu chăm sóc và thu hoạch. Để tạo dựng được uy tín và chất lượng của riêng mình, cùng với việc tổ chức các hội thảo đầu bờ nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp đã xây dựng một thang bảng điểm cộng thưởng dành cho những nông hộ đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Đây chính là phương pháp làm việc vừa đòi hỏi tính kỷ luật cao, vừa khuyến khích, dẫn đến thay đổi nhận thức tư duy làm cà phê của người nông dân hiện nay. Ban đầu thì rất là do dự, tại vì nó về cái vấn đề chi phí và thu hoạch sao, thu hoạch đó quá vất vả. Vì phải thu hái theo quy trình là chín gần như 100%. Đấy. Cho nên cái nhân công nó hơi nhiều. Nhưng mà sau khi công ty Tám Trình đã cho ra một cái giá là có thể chênh lệch từ 10 đến 12 ngàn đồng trên 1 kg. Đấy, thì tôi kiếm đến về cái vấn đề nhân công để thu hoạch cà phê. Tôi trừ ra rồi tôi vẫn còn lợi nhuận là hơn cái thu hoạch bình thường. Thành ra tôi tiến hành làm. Thì năm thu hoạch vừa rồi tôi có làm nhập cho công ty Tám Trình là khoảng 7 tấn cà phê nhân theo dạng cà phê mật ong. Thì tính ra mỗi tấn cà phê nhân đấy thì mình có thể cho ra lợi nhuận so với bình thường nó lệch ra là khoảng cỡ bên kia bán 33 ngàn một kg thì tôi sẽ bán lên được 43-44 ngàn một kg. Khi quy trình đã bắt đầu đi vào quỹ đạo năm 2012, doanh nghiệp này đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho quy trình chế biến, gồm máy sửa quả, tách quả, xay tươi, máy tách tạp chất, máy tách đá, tách màu, máy rang xay. Sự chặt chẽ, nguyên tắc trên cơ sở khoa học đã mang đến những sản phẩm cà phê tinh khiết cho cà phê mang thương hiệu Chim Vàng, Golden Bus Coffee được người tiêu dùng đón nhận và tin dùng. Cũng nhờ vậy, giá trị nông sản cà phê thu hoạch được nâng lên đáng kể cho thị trường. Hiện nay, trung bình mỗi năm, công ty Tám Trình cung cấp cho thị trường khoảng 40 tấn cà phê mang thương hiệu Chim Vàng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Em làm đây khoảng 5 năm. Thì cái thu nhập bình quân hàng tháng của em cũng khá ổn định ạ, hơn 10 triệu một tháng. Dạ, công việc ở đây thì rất phù hợp với em và công ty đã tạo công việc làm cho rất nhiều người xung quanh đây ạ. Hiện nay, cà phê Chim Vàng Golden Bus Coffee của công ty Tám Trình tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Đây là những thành công khẳng định cho một bước đi đúng của doanh nghiệp trong sản xuất sản phẩm tiêu dùng về sức khỏe của người sử dụng, từ đó đưa thương hiệu cà phê Lâm Hà nói riêng và Lâm Đồng nói chung vươn xa trên thị trường quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.